nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Chúng tôi hân hoan trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình hôm nay. Chúng ta đang trao đổi và tìm hiểu với nhau tại sao có đời sống cầu nguyện trong đức tin Kitô giáo, tại sao chúng ta phải cầu nguyện và cầu nguyện đem lại những lợi ích thiêng liêng gì cho chúng ta. Và đó là những cái câu hỏi rất căn bản trong đời sống cầu nguyện. Chúng tôi xin mời quý vị cùng hát với chúng tôi bài hát Xin cho con biết lắng nghe. Sau cầu nguyện phải đi đôi với việc đọc kinh thánh, vì khi chúng ta tâm sự lên với Chúa, đọc kinh lên cùng Chúa, nói với Chúa là chúng ta nói. Và nhưng mà khi chúng ta đọc kinh thánh, suy gẫm lời Chúa thì Chúa nói với chúng ta. Và đây là một cái điểm rất là thực tế và cụ thể. Chúng ta thấy trong một gia đình, hay là con cái đối với cha mẹ, hay là học trò đối với thầy cô giáo, hay là đệ tử đối với sư phụ, nếu mà lúc nào cũng cứ nói với sư phụ, mới nói với thầy cô giáo, cứ nói với cha mẹ thì chưa đủ, mà phải lắng nghe cha mẹ, lắng nghe thầy cô giáo, lắng nghe sư phụ nói xuống với mình những cái lời vàng ngọc, những lời khôn ngoan, để từ đó mình mới
phát triển, mình mới đẹp lòng những đấng bề trên của mình được. Vâng, và đó là một cái sự trao đổi rất là tuyệt vời, nó giúp cho chúng ta tăng trưởng. Như Gia Danh dùng cái hình ảnh đó cũng là rất là hay, đó là những người học trò đó, khi mà đi học đó mà cứ lải nhải đọc những cái bài học mà thầy giáo cho đó thì cũng là tốt thôi, có đúng không? Nhưng mà nó cũng chỉ là một cái khía cạnh trả bài, biết định đến đâu nói tới đó. Nhưng mà trả bài mà không có chịu lắng nghe thầy giáo dạy thêm á, thì mình không có tăng trưởng lên được một chút nào cả. Đó. Và vì thế mà chúng ta phải vừa có cái sự tâm niệm những cái điều đã được hấp thụ, đã được giảng dạy. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng phải lắng nghe để rồi nó có một cái sự hai chiều trao đổi. Và mỗi lần trao đổi như vậy chúng ta lại tăng trưởng thêm một chút. Hồi nãy cha có đọc về Thánh Teresa Calcutta đó, thì có nói chân về phước, cầu, vâng, thì nói về cầu nguyện trong sự thinh lặng, trong sự thinh lặng. Và chính Chúa Giêsu trong cái ngày lễ thứ tư lễ cho đó, Chúa Giêsu nói gì? Khi cầu nguyện, anh em đừng có rùm beng mà hãy vô phòng đóng cửa lại, là một tư tưởng đi vào sự lắng nghe suy gẫm. Thinh lặng nghĩa là lắng nghe đó, thưa quý vị. Đó, xin cho chúng ta ý thức về cái điểm này. Bởi vì có một số nơi trong những giây phút thinh lặng, đặc biệt là trong thánh lễ đó, đặc biệt là sau khi rước lễ đó, hay là đang giây phút rước lễ đó, một là ca tụng Chúa, đúng không? Chứ còn lúc đó mà mình cứ ồn ào á, trong cái sự mà đọc kinh này, đọc kinh thêm đó, kinh không có đúng. Bởi vì lúc đó đó là tình yêu của Thiên Chúa quá cao vời, đến độ mà chúng ta không biết nói gì hơn, chỉ biết thinh lặng và suy gẫm mà thôi. Vâng, vì thế mà nó có những cái cấp độ của cầu nguyện. Bây giờ trước khi chúng ta đi vào những cái cấp độ, những cái level của cầu nguyện ấy, cho anh, thì chúng ta nói tí xíu về vấn đề cầu nguyện có vai trò gì trong sứ vụ của các tiên tri. Nói tí xíu về Cựu Ước, đó là nguồn gốc cầu nguyện đến từ ông Abraham, tổ phụ của Đức Tin, rồi ông Môsê cầu nguyện như thế nào ha, rồi các vua và đền thờ có liên quan gì đến việc cầu nguyện ha. Thì nhờ cầu nguyện các tiên tri tìm được ánh sáng và sức mạnh để thúc đẩy dân chúng tin tưởng và hoán cải tâm hồn. Các ngài sống trong sự thân mật sâu xa với Thiên Chúa và chuyển cầu cho anh chị em của mình là những người được các ngài loan báo điều họ đã thấy và đã nghe từ nơi Thiên Chúa. Ông Elia là tổ phụ của các tiên tri, nghĩa là những người tìm kiếm tôn nhang Thiên Chúa. Trên đỉnh núi Carmel, ông đã giúp cho dân chúng quay về với đức tin. Nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa, đấng ông cầu khẩn, xin đáp lời con, lạy Chúa, xin đáp lời con. Một cái hình ảnh tiên tri luôn luôn liên quan đến vấn đề cầu nguyện. Tại sao vậy, cha Danh? Vâng, chúng ta thấy, chúng ta thử tưởng tượng xem, nếu mà các tiên tri hay là những môn đệ mà không có sự cầu nguyện tí nào hết, thì mình có đi làm cái này, làm cái nọ, làm việc, mặc dù mình gọi là mình làm việc cho Chúa đấy, nhưng mà nếu mà mình không có sự cầu nguyện thì nó cũng giống như mình làm cho chính mình nhiều hơn. Cầu nguyện, tại vì khi cầu nguyện trong một ngày thì chúng ta bắt đầu ý thức lại Chúa mới là đấng quan trọng. Chúa mới là nguồn của những điều chúng ta nói và làm trong ngày hôm nay. Và rồi chúng ta suy gẫm sẽ thấy rằng mình làm cái đó có đúng ý Chúa không? Có đúng với lời Chúa dạy không? Cái đó mình làm cái đó có vì Chúa không? Bởi vì thiếu cầu nguyện, tức là thiếu cái sự liên kết với Chúa để tâm tình với Chúa đó, thì nó giống như là một cái điểm gì mà nó mất mát rất là to lớn trong cái tương giao và trong cái công việc mình làm. Ngay cả những anh lính, cho ta nghĩ xem, một anh lính phía dưới mà không có hề liên lạc với cái anh đại úy đại tá, hay đại tá đại úy không liên lạc với anh đại tướng, thì những công việc mình làm nó sẽ lộn xộn và nó sẽ đôi khi nó sai mà mình không biết. Cho nên cần phải có sự liên lạc và lắng nghe đối với bề trên, cấp trên của mình. Thì trong trường hợp này chúng ta nói là chính Chúa. Vâng, và đặc biệt là qua hàng giáo phẩm, tức là những người lãnh đạo, những vị chủ chăn trong giáo hội, hướng dẫn cho chúng ta những cái cách thức cầu nguyện, đọc kinh cho nó xứng hợp và cho nó đúng. Rồi một điều nữa, đó là một cái truyền thống lâu đời của giáo hội Công giáo, đó là việc dùng thánh vịnh để cầu nguyện, phải không Gia Danh? Hồi xưa khi mà người ta không biết đọc chữ thì là có cái kinh kính mừng, và người ta cứ lặp đi lặp lại cái kinh kính mừng Maria, thánh Maria, để làm gì? Để nó đại diện mỗi kinh kính mừng cho một cái thánh vịnh, vì người ta không biết đọc, cho nên nó thành ra 150 kinh kính mừng.
đại diện cho 150 cái thánh vịnh mà chỉ có những nhà tu và những người có học thức thì mới được đọc chữ và chiêm niệm. Vì thế họ đọc thay cho cái vấn đề đó bằng cách lặp đi lặp lại những kinh kính mừng. Nhưng mà đến khi mà giáo hội đã bùng nổ ra việc in ấn sách kinh thánh và phổ biến cho các nhà dòng và các phẩm trật trong giáo hội đó, thì lúc đó cái kinh nhật tụng giờ kinh phụng vụ của chúng ta đó nó trở thành phổ biến, vì chúng ta đọc được những thánh vịnh là những lời do chính Chúa Thánh Thần mặc khải qua các tác giả. Thì Thánh Phaolô trong một lá thư ngài viết thế này: chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào thì Thánh Thần của Chúa sẽ giúp cho chúng ta mở miệng để đọc những lời kinh. Thì anh em hãy dùng những lời kinh, những lời thánh vịnh mà tạ ơn Chúa. Thiên Chúa. Đó, thì Thánh Phaolô cũng nhắc cho chúng ta về cái việc mà dùng thánh vịnh để cầu nguyện đấy. Vâng, và vì thế mà là giáo lý giáo hội nói rằng các thánh vịnh là tột đỉnh của kinh nguyện trong Cựu Ước. Lời Thiên Chúa đã trở thành lời cầu nguyện của con người, vừa mang tính cách cá nhân, vừa mang tính cách cộng đoàn, và được Thánh Thần Chúa linh ứng. Các thánh vịnh ca ngợi những kỳ công của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng và trong lịch sử cứu độ. Đức Giê-xu Ki-tô đã cầu nguyện bằng các thánh vịnh và đã đưa các thánh vịnh đến mức hoàn hảo. Vì thế, các thánh vịnh luôn luôn là một yếu tố chính yếu và thường xuyên trong kinh nguyện của Hội Thánh. Các thánh vịnh thích hợp cho con người trong mọi hoàn cảnh và qua mọi thời gian. Tại sao lại nói các thánh vịnh nó vừa mang tính cá nhân mà lại vừa mang tính cộng đoàn, thưa chị anh? Vâng, bởi vì những cái lời thánh vịnh á, là những cái lời chúng ta tin rằng tác giả của những đoạn sách thánh, cụ thể là thánh vịnh, được ơn Chúa Thánh Thần linh ứng và viết xuống những cái tư tưởng để ca tụng Chúa, những cái tư tưởng về chân lý, về cách chúng ta sống đẹp lòng Chúa, những cái tư tưởng để chúng ta biết ăn năn thống hối cho đúng. Thì bởi vì khi chúng ta đọc những cái lời lẽ mà tuyệt vời như vậy thì chúng ta được mời gọi để đi vào cái tư tưởng của lời ấy nói ra, chứ không phải là cái tư tưởng của mình. Thì chúng ta biết mỗi một người chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện, có lẽ đại đa số ông bà anh chị em đến nhà thờ trong những giờ phút hàng ngày nhà thờ mở cửa đó, thì mỗi người cầu nguyện riêng, thì thế nào cũng có những người tới chỉ có nói với Chúa về cái ý của mình không à. Thì con người chúng ta mà, xin Chúa cho con cái này cái kia việc làm, con xin Chúa chữa bệnh, xin Chúa cho con bớt khổ, xin Chúa cho con thêm cái kia, con cái chúng con, vợ chồng chúng con, vâng, rất nhiều thứ. Thì đó là ý của chúng ta. Nhưng mà ý của Chúa là gì? Ý của Chúa là khi chúng ta đọc những lời thánh vịnh hay những kinh thánh đó, thì chúng ta sẽ đạt được ý Chúa, đó là hãy tìm hiểu ý Chúa đi con, hãy khoan dung giống Chúa đi, hãy chấp nhận, hãy tha thứ, hãy chia sẻ, hãy đi ra ngoài gặp gỡ người khác giống Chúa đi con. Thì lúc đó đó, cái tư tưởng ấy không còn là mình nữa mà là của Chúa, của cộng đoàn. Vâng, nó mang chiều kích cá nhân. Theo tôi thiết tưởng là vì thánh vịnh được mệnh danh là do là một tuyệt phẩm của Thánh Vương David. Thánh Vương David viết xuống, và những truyền thống của vua Thánh David đó viết xuống những cái tâm tình rất là chân thật mà cá nhân của mình, chẳng hạn từ vực sâu tối tăm con kêu lên ngài lạy Chúa, Chúa có lắng nghe lời con không, hay là thánh vịnh 23 rất là đẹp ha, gọi là Chúa chăn nuôi tôi chẳng còn thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì người cho tôi nằm nghỉ. Những cái thánh vịnh đó là lời của Chúa mà chúng ta dùng để cầu nguyện với Chúa. Thì đó là cái cách tuyệt vời nhất, vì Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta còn thấy được rằng chiều kích cộng đoàn khi chúng ta đọc có vế, phải không ạ? Và có vần, và chia ra từng đoạn một. Thì khi chúng ta đọc như vậy đó, rất là hay cho danh, là một lần chúng ta đọc và một lần chúng ta nghe. Chứ không phải là chúng ta chỉ chú tâm vào những cái chữ chúng ta đọc rồi không biết người kia đọc cái gì, chúng ta chuẩn bị để chúng ta đọc đua theo người kia cho nó nhanh, cho nó hết, mà là một lần chúng ta đọc và một lần chúng ta nghe. Nó cứ được xoay tua như thế trong cái kinh nguyện mang chiều kích cộng đoàn, và cái tâm tình đó rất là đẹp và lòng Chúa. Trong phần thứ ba chúng tôi sẽ nói một cách trực tiếp đến cái hình thức, cái công thức mà Chúa đã cho dạy chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô, dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào cho xứng hợp. Và chúng tôi sẽ tóm tắt bằng những cái
cái bước cầu nguyện và cái khía cạnh của cầu nguyện như thế nào để mang lại những cái hiệu quả thiêng liêng trong đời sống chúng ta. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong một vài giây phút sắp tới. Sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.